How's your day? I hope it's good. Just keep on fighting, okay? Never give up. Hello. Hello các em thân yêu của chị Vân. Hôm nay thì mình sẽ quay viết chữ bài tập về nhà của phần bất phương trình bậc nhất, một ẩn và hai ẩn, được chưa? Mình sẽ học sang chương 2 rồi nhá. Chương số 2 rồi nha em nha. Học sang bài bất phương trình một ẩn này hoặc là hai ẩn. Đó. Thì trước hết là chị muốn chỉ cho các em một cái chỗ mà các em như kiểu chẳng biết là đã vào nhóm hay chưa ấy. Bây giờ chị sẽ hướng dẫn lại một lần nữa nhá. Các em nhìn vào đây. Các em vào chị Vân là Facebook rồi chưa? Cái nhóm của chúng ta ấy, tất cả các bạn học đều sẽ phải vào cái nhóm này đó chị. TCT2K8 thầy trung toán thầy nguyên hình, thấy chưa? Vào hết cái nhóm này chị Vân. Đấy. Sau là trong cái nhóm này thì sẽ đăng tất cả những thông tin liên quan đến việc học của các em, bao gồm là lịch nghỉ này, đổi như thế nào và các thứ. Và quan trọng nhất ở cái phần đáng chú ý này, em vào đây. Thì em mới thấy là một cái link. Nó là nơi lấy bài tập về nhà và đáp án để check. Thì tất cả mọi cái đáp án sẽ ở trong này hết, bấm vào cái link này chị Vân. Nhá, nó sẽ ra một cái Google Sheet như này. Đấy. Xong đấy thì sẽ có kênh YouTube này, link kênh YouTube này. Viết tổng hợp các viết chữ bài đại, tổng hợp các viết chữ bài hình này, Facebook của chị Vân này, chứ là Facebook của chị Vân còn ở dưới phần mô tả nữa nha. Thế là nó có bài học của từng buổi, đấy, các bài học từng buổi, rồi cái link bài tập về nhà là gì nữa, rồi là cái số lượng bài tập về nhà và đáp án chi tiết. Vậy thì từ giờ ấy, anh chị sẽ không phát những cái đáp án ở giấy nữa, để trong trên lớp đã các em là mới lớp 10 nên anh chị vẫn phải phát. Còn sau này nhé, sau này anh chị sẽ không phát nữa, các em cứ tự giác vào đây thôi. Các cái link bài tập nó sẽ ở sẵn trong này. Cả viết chữa nữa được chưa? Hoặc là các em vào cái kênh YouTube của chị Vân để xem. Ok chưa? Xong nhá. Thì nhớ là vào cái phần đáng chú ý để tự giác xem nhá. Khi mà các em làm bài tập về nhà thì quan trọng nhất là các em xem được là mình làm đúng hay làm sai. Chị Vân sẽ đăng viết chữa rất là sớm. Nên nếu như mà các em không biết làm thì các em có thể vào để nghe chị hướng dẫn, nghe hướng dẫn nhá. Đấy. Còn không thì các em xem là mình làm đúng hay làm sai, sau đáp án với chị. Ok chưa? Đấy, bởi vì chị Vân làm viết rất là mất công luôn, rất là mất thời gian luôn nhá. Nên là cố gắng vào xem nhá, để cho chị vui nữa nhá. Ok, bây giờ chị Vân sẽ chữa cho các em bài đầu tiên, TC số 1. Giải các bất phương trình sau, ý A này. Vậy chị cho to nét hơn một chút nhá. Ý A. Bây giờ em nhìn thấy như này thì có phải là em nhận thấy là mình phải quy đồng không? Quy đồng nhưng mà ở đây nó là số ấy. Cái mẫu của em là số, em cứ thế mà nhân lên thôi. Thì cái đầu tiên của em chỉ còn là x cộng 2, nhân 3 lên là mất 3 này. Trừ đi cho 3, 3x, trừ đi cho 3x, được chưa? Nhìn thấy không? Cộng với cả gì? Cộng 3. Lớn hơn này, em hiểu chị Vân là nhân 3 hết lên. Nhân 3 hết lên thì là lớn hơn 3x cộng 9 hết. Từ đây em tương đương thôi. Những thằng nào x em đưa về với nhau. Em quan sát này, x trừ 3x là trừ 2x, trừ 2x trừ thêm cho 3x là trừ 5x. Nhưng mà xong rồi chị Vân gạch nhé. Thế là 9 trừ 3, 9 trừ 3 trừ 2, tức là 9 trừ 5 là bằng 4. Đấy. Vậy tương đương với cả x của em này. Em hình dung bây giờ mình lấy 4 chia cho âm 5, chia hay nhân cho một số âm thì bất phương trình của em sẽ bị đổi cái chiều lại. Chia hay nhân cho một số âm thì bất phương trình của em sẽ bị đổi cái chiều lại. Đấy, thì nó sẽ nhỏ hơn âm 4/5. Kết thúc bài toán, được chưa? Xong chưa? Ok nhá. Cái chỗ đấy em có thể kết luận thêm nhá, là tập nghiệm của bất phương trình là S này bằng này, từ âm vô cùng đến âm 4/5. Nhớ là ở đây không có dấu bằng nên chúng ta chỉ để là ngoặc gì? Ngoặc tròn thôi. Ok, bây giờ đến câu B. Câu B của em nào. Em nhìn thấy bây giờ nó khó hơn, nâng cấp hơn một chút thôi. Ở bên là mẫu 2, bên này mẫu 3. Thì mẫu quy đồng lên, mẫu chung phải là 6. Thế nên nó nhân cả tử và mẫu với mấy thì ra mẫu chung là 6, với 3 đúng không? Thế em sẽ được này, tương đương này. Cái tử của em nhân 3 là 9x cộng với cả 10, 15. Trừ đi cho trừ 1 thì là nhân cả tử mẫu với 6 thì là trừ 6 này. Nhỏ hơn bằng này 2x cộng 4 là em nhân cả tử và mẫu với 2 đấy, cộng với cả 6x. Ừ, em giải ngày ra là xong. 9 này trừ 2 là 7, 7 trừ 6 là 1, vậy là x. Được chưa? Nhỏ hơn bằng này 4 cộng 6 là bao nhiêu? 10, 10 trừ đi cho 15 là âm 5. Đấy, vậy đáp án của em là x nhỏ bằng âm 5. Và em có thể ghi cái tập nghiệm S của em, nó sẽ là từ âm vô cùng đến âm 5, lấy ngoặc gì? Ngoặc vuông.
hết, đúng không? Ok, chuyển sang chị Vân câu C. Câu C dễ quá. Đây là mất phương trình một ẩn, có mỗi một ẩn x thôi. Thì em lấy cái bên này chia cho bên này, thì nó sẽ được là tương đương x của em nhỏ hơn 3 trừ 2 căn 2 chia cho 1 trừ căn 2 nhỉ, đúng không? Nào làm như này không? Thì các em ghi vào, nếu mà các em làm như này này thì nó là sai, đúng chưa? Nhớ nhá, sai đó nha, tặng cho một trái tim này. Bởi vì khi em chia cho một cái số ở đấy hoặc em nhân cho một số ở đấy trong mất phương trình nó rất nguy hiểm. Em phải kiểm tra xem là nó có đang âm hay đang dương. Khi em nhân hoặc chia cho một số âm thì bất phương trình của em sẽ bị đảo chiều lại. Em nhìn nó chị Vân, 1 trừ căn 2 này, 1 chắc chắn nhỏ hơn căn 2, trừ đi nó sẽ âm nhờ. Nên khi em chia ấy, em sẽ phải đảo cái chiều bất phương trình lại. Tức là em sẽ tương đương con chị Vân là x sẽ phải lớn hơn 3 trừ 2 căn 2 chia cho 1 trừ căn 2. Đấy, xong bây giờ em bấm vào chị Vân này xem ra bao nhiêu. Đây, phân số này 3 trừ 2 căn 2, mẫu của em sẽ là 1 trừ căn 2, sẽ được đáp án là 1 trừ căn 2. Ok, cái này tương đương tiếp với việc là x của em lớn hơn 1 trừ căn 2. Em có thể viết dưới dạng tập hợp là S sẽ từ khoảng thôi 1 trừ căn 2 đến dương vô cùng. Đó, hết. Tiếp theo là ý D. Ý D của em thì em phải bắn tung xòe hàng đẳng thức ra thôi. Khai triển tung xòe hàng đẳng thức ra. Nó sẽ là x bình này cộng 2 căn 3 x, đúng chưa? A bình cộng 2AB ấy, cộng B bình lớn hơn bằng này x bình trừ 2 căn 3 x cộng cộng 3 cộng 2. Đấy, tương sở đương x bình của em triệt tiêu cho x bình, thằng này cộng với thằng này chuyển vế đổi dấu ấy thì sẽ được là 4 căn 3 x, đúng nhỉ? Chuyển thằng này sang đây thành cộng với em thì là gấp đôi thằng này, là 4 căn 3 x. 3 của em triệt tiêu cho 3 sẽ lớn hơn bằng số 2, tương đương x của em này 4 căn 3 thì dương rồi nên chia thoải mái, 2 chia cho 4 căn 3 và thằng này nó sẽ bằng là gì? 1 chia cho 2 căn 3. Được chưa? Khi em viết dưới dạng tập hợp thì nó sẽ bằng là đoạn nhé, từ 1 chia cho 2 căn 3 đến dương vô cùng. Hết. Xong. Đấy là 4 câu đầu tiên của ví dụ số 1. Hết. Ok, các em chuyển cho chị Vân sang ví dụ số 2. Thì đây là hệ, đây này, em nhìn này, đây là hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn. Hệ bất phương trình một ẩn, đấy à? Hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn. Ok. Thế để ý mà xem, có phải nó vẫn chỉ có một ẩn không? Vậy em giải cái thằng trên, giải thằng dưới là xong, rồi kết hợp lại. Tương đương này. 5x trừ đi cho 4x thì còn là x. Chị phải làm chậm không? Chị sẽ làm chậm thật chậm câu này nhé. Tương đương này. X sẽ đưa về với nhau, vậy 5x trừ đi cho 4x bên kia lớn hơn 5 cộng với 2 chuyển vế đổi dấu. 5x trừ đi cho x nhỏ hơn 2 cộng 4. Tương đương này. 5x trừ 4x là x lớn hơn 7 và 4x nhỏ hơn 6. X lớn 7 và 4x nhỏ hơn 6 tương đương với việc là x của em sẽ lớn 7 này, để nguyên này, và x sẽ nhỏ hơn 6/4 là 3/2. Vậy thì câu này em để ý này, có số nào, đây này cái ngoặc nhọn này tức là và nhé, tức là phải thỏa mãn cả trên và cả dưới, thì có số nào mà lớn hơn 7 nhưng lại nhỏ hơn 3/2? 3/2 là 1/5 á. Không có số nào lớn 7 mà nhỏ hơn 1/5 cả. Được chưa? Vậy nên em suy cho chị Vân là bất phương trình vô nghiệm. Bất phương trình này vô nghiệm nhé. Ok, hết câu A. Câu tiếp theo, ý B. Em vẫn giải như thế thôi. Em tương đương hai cái bất phương trình thì em sẽ được là trên tử của em này, 5x trừ cho 4x thì còn là x. 5 cộng với 2 bên kia thì sẽ ra được là x nhỏ hơn 7. Trên tử của em, à cái thằng ở bất phương trình số 2 thì là x bình này. Chị Vân làm nhanh chỗ này không nhỉ? Thôi được rồi, sẽ làm chậm nhé. Khai triển đẳng thức chỗ này ra thì là x bình cộng với cả 2AB thì là cộng 4x cộng B bình là cộng 4. Tương đương x nhỏ hơn 7
x bình, chỉ tiêu cho x bình là hết. Chuyển con 4x sang bên kia là trừ 4x nhỏ hơn 4, tương đương này x nhỏ hơn 7. X xem sao, chia số âm ấy phải đảo chiều lớn âm 1. Vậy thì cái tập nghiệm của em ấy nó sẽ là kết hợp hai thằng đấy lại, thì nó sẽ là một số lớn hơn âm 1 và nhỏ hơn 7. Vậy nó sẽ như này. Đó, hết, xong. Đan. Thế thôi. Chuyển tiếp cho chị Vân sang bài tiếp theo. Ý C tương đương nhá. Em giải như giải bất phương trình bình thường thôi, giải từng cái xong kết hợp lại xong. Cứ nhớ cái bài 2 mình sẽ làm như vậy. 6x trừ cho 4x thì sẽ còn là 2x. Nhỏ hơn này. Em bấm vào chị máy tính này. 7 trừ đi 5/7 là bao nhiêu? 44/7. Rồi, cái thằng bất phương trình số 2 thì mình quy đồng không? Quy đồng với mẫu chung là 2 ấy. Cái này nhân lên là 8x cộng 3 hết nhá. Mẫu chung là 2 thì phải... Ừ đúng rồi. Ý là em cầm với con 2 em nhân thôi. Em nhân, cầm với con 2 nhân hết lên đây. Nhân hết lên đây là xong. Thì sẽ nhỏ hơn 4x cộng với cả 10. Anh chưa có nhìn thấy điều đấy không? Nhân 2 và 2 vế, nhân 2 và tất cả các cái chỗ này, 2 2 triệt tiêu rồi. Đấy. Xí ra như này nhá. Tương đương này. X của em sẽ nhỏ hơn 44/7 chia 2 là còn 22/7. Thằng này là còn 4x nhỏ hơn 7. Tương đương x nhỏ hơn 22/7. X nhỏ hơn 7/4. Vậy kết hợp giữa hai thằng lại là 22/7 và 7/4 thì em phải xem thằng nào lớn nhỏ hơn. Bây giờ x phải nhỏ hơn 2/7. 22/7 là bao nhiêu? 2/7 là 3.14. Còn 7/4 của em là 1.75. Vậy thì bây giờ x phải nhỏ hơn thằng nào để thỏa mãn cả hai thằng đấy? Thì có phải là x của em phải nhỏ hơn 7/4 không? Thì sẽ nhỏ hơn cả hai thằng. Hiểu ý tưởng không? Khi mà biểu diễn dưới tập S ý, thì mình sẽ biểu diễn nó là S sẽ bằng từ âm vô cùng đến trừ 7/4 ngoặc tròn. Lý do là không có dấu bằng ở chỗ 7/4. À chứ, cộng 7/4 chứ. Đấy, hết, xong. Đấy là câu C. Chuyển cho chị Vân sang câu D. Thì mình vẫn giải bình thường, giải từng cái một. Giải từng cái một là ra. Đây. X này. Em nhìn chị Vân, x ở đây. Với x ở đây thì lấy cái 2x bên này trừ cho x bên này. Thì có vẻ là bên này nó còn là x không? Nên là nhỏ bằng x nhá. Em lấy cái trừ 1 đây, em chuyển con 3 sang đây. Thì thành là 3 trừ 1 là 2 nhờ. Đúng rồi, vậy cái phương trình đầu tiên mình sẽ giải ra là 2 nhỏ hơn bằng x. 2 nhỏ hơn bằng x. Phương trình số 2, bất phương trình số 2 mình sẽ được là 2x nhỏ hơn 5. Bất phương trình số 3 em nhân 2 lên. Nó giống như cái thằng bên này này. Đấy, thì sẽ được là 5 trừ 3x nhỏ hơn bằng 2x gì? Trừ 6. Tương đương. Em chỉ cần nhìn ngược lại thôi. 2 nhỏ bằng x tức là x lớn bằng 2. X lớn bằng 2. X nhỏ hơn 5/2, chia số dương không sao cả. Tiếp theo là bắt đầu đảo con 2x sang bên này. Hoặc là đảo con 3x đi. Đảo con 3x sang kia cho nó đẹp nhé. Thì nhỏ hơn bằng 5x chưa? 6 vứt sang đây. 5 cộng 6 11. Là giải tiếp chị Vân xem này. X lớn bằng 2. X nhỏ hơn 5/2. 5x sẽ lớn bằng 11 thì x sẽ lớn hơn bằng 11/5. Nhớ cái này chị Vân viết nó gọn lại thì nó như này này. Cho xuôi mắt thì là 5x lớn bằng 11. Đấy chưa? Thì x có phải nhỏ lớn hơn 11/5 không? Thế vậy em xem nào. 11/5 là bao nhiêu? 11/5 là 2.2. Bây giờ đây thì nó sẽ kết hợp lại tất cả đúng không? Thì em sẽ ra được là x của em nó lớn hơn 2.2 thì nó sẽ lớn hơn 2 quân. Nghĩa là hai này kết hợp lại với nhau này thì sẽ ra được là x lớn 2.2. X lớn bằng 2.2. Tức là 11/5. 11/5 và nhỏ hơn 5/2. Một số lớn hơn bằng 2.2 và nhỏ hơn 2.5. Ok, đấy là bài số 2. Bài tiếp theo, bài số 3. Người ta yêu cầu các em là biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình này. Thì em làm cho chị đúng theo các bước này. Chị Vân dạy mẫu một bài xong rồi làm theo đúng ý lúc như thế nhá. Chị sẽ dạy hơi khác so với sách giáo khoa một chút đó nha. Bước 1. Bước 1 đó là em
đưa về cái phương trình y bằng cái gì đó, em chuyển rút y, nói tóm lại là rút y, nói gọn như thế là rút y, bước 1 rút y, thì có phải là chỗ này em rút y ra thì em sẽ được là y sẽ nhỏ hơn hoặc bằng trừ 2x cộng 3 không? Đó, đúng chưa, chuẩn chưa? Đấy. Bước 2 là em sẽ vẽ cho chị Vân đường thẳng y bằng trừ 2x cộng 3. Thì cái đường thẳng này mình vẽ ti tỷ lần của hồi lớp gì? Lớp 9 rồi. Em không biết bao nhiêu lần luôn. Đấy, vẽ rất nhiều à. Thì đấy, đấy là bước số 2. Em vẽ chị Vân đường thẳng đấy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vẽ nhá. Vẽ thì đường thẳng em biết rồi, nó sẽ đi qua hai điểm. Thì em vẽ chị Vân một cái bảng như này. X này, Y này. Em lấy cho chị các cái điểm rất là đẹp. Ví dụ như điểm 0, điểm 1, được chưa? Với X bằng 0 thì em thay vô đây. X bằng 0 thay vào đây. Thế phải Y bằng 3 không? Cái này làm nhiều nên chị sẽ nhắc cô nhanh thôi nhá. Với X bằng 1 thì sẽ được là âm 2 cộng 3 thì là được ra là gì? Ra là 1. Âm 2 cộng 3 là 1, đúng rồi. Thế và điểm, cái đường thẳng của em sẽ đi qua hai cái điểm ấy. Nào vẽ chị trục tọa độ vào đây. Đây. Đấy. Thế em sẽ có này. Trục OXY. Nhớ chưa? Đi qua các điểm là gì? Đi qua các điểm là 0,3. 0,3. 0 là X, Y là 3. Sẽ ở đây. Chị sẽ cho nó cao hơn một chút nhé. 0,3 đây. Chưa? Điểm 1,1. Em vẽ trong vở. Được chưa? Còn bây giờ chị vẽ trên này. Đấy, đi qua hai điểm là đi qua điểm này và đi qua điểm này. Đấy, 0,3 và 1,1. Em vẽ chị Vân một đường thẳng là sao? Đấy. Thì đây là cái đường thẳng đấy của em, được chưa? Chỗ này vì là nó hết đất nhá các em nhá. Đáng lẽ nó hết đất đấy nhá. Chứ không mà mình phải dễ kéo dài cái trục OX ra nhá. Đây. Ôi to quá. Đây. Đó. Đây là điểm 1,1 này. Đây là 0,3 này, được chưa? Đây là bước số 2. Bước số 3. Bước số 3 là em sẽ để ý cho chị Vân là đây là dấu nhỏ hơn bằng. Cái này chị Vân dạy bước này khác hẳn so với sách luôn nhá. Đó là em hiểu luôn chị Vân là nó đang nhỏ hơn bằng đúng không? Thì em lấy chị phần dưới. Cái này trong sách của em ấy, người ta sẽ dạy các em rằng là bây giờ các em phải chọn một cái điểm đúng không? Sau đó các em thay vào, sau đó các em phải xem là nó có đúng hay không, rồi em gạch cái phần còn lại đi các thứ ấy. Nhưng mà chị Vân dạy luôn, nhìn luôn vào cái dấu này là ra này. Mẹo ấy, mẹo. Chỉ luôn thôi nhá. Hướng dẫn cách làm cực kỳ nhanh và thông minh ấy. Cái phần từ giờ em sẽ không còn phải sợ cái bài mà biểu diễn miền nghiệm nữa, bởi vì chị dạy cho em 3 bước, cứ làm như này là ra. Cứ bài nào cũng 3 bước là ra. Nhớ chưa? Em nhìn thấy dấu nhỏ nó bằng không? Dấu nhỏ nó bằng thì em lấy cái phần dưới ấy, chị Vân. Đấy, lấy cái phần ở đây này. Thì em sẽ gạch bỏ cái phần còn lại. Đây, phần này mình sẽ không lấy. Được chưa? Và sau đó em kết luận đó chị Vân. Đó là này. Nào, kết luận. Trong sách của em người ta có ghi luôn đấy. Bây giờ chị Vân đọc cho ghi kết luận nhá. Nó sẽ là gì? Nửa mặt phẳng. Đây chị Vân gọi đường thẳng D nhá. Đây đường thẳng D. Nửa mặt phẳng. Đấy chưa? Bờ là đường thẳng D này. Chứa gốc tọa độ O. Chứa gốc tọa độ O là miền nghiệm của bất phương trình. Dễ không? Đúng rồi, quá dễ luôn đúng không? Hết xong. Nửa mặt phẳng bờ D chứa gốc tọa độ O là miền nghiệm bất phương trình. Nếu em nhìn ở bên trên này này, nó cũng sẽ có cái câu kết luận này. Đây này. Đây. Em có thể chép in với con này. Nửa mặt phẳng bờ delta chứa này là miền nghiệm. Đấy được chưa? Hoặc là nửa mặt phẳng bờ này không chứa cái này là miền nghiệm. Bỏ đi đường này. Đấy ok. Tại vì tại sao? Nghe đây. Có những bạn thắc mắc với chị Vân là: chị Vân ơi, có những bài này này, có những bài em gặp ấy. Đây xem bài dưới nó có phải không nhá. Thì có những bài em gặp nó sẽ có thêm cái câu là không chứa đường D. Thì những bài nào là chị thì em hình dung cái dấu bằng ở đây này nó sẽ quyết định.
cái dấu bằng nó sẽ quyết định đến việc là em có lấy cái đường thẳng D hay không. Nếu như mà chỉ lớn hơn nhỏ hơn thôi thì em chỉ được lấy cái bờ bên này thôi, đấy chưa? Hoặc là bờ bên trên thôi. Nhưng nếu có dấu bằng nhá thì em lấy cả bờ đấy và cả đường thẳng đó luôn. Hiểu ý tưởng chưa? Vậy nhớ chị, bây giờ bài biểu diễn mình nghiệm sẽ trải qua 3 bước. Bước 1 là rút y, rút cái đường thẳng y ra. Bước 2 là vẽ cái đường thẳng y bằng, đổi cái dấu lớn hơn nhỏ hơn bằng này thành cái dấu bằng đó chị Vân. Và vẽ, vẽ này thì làm 1 tỷ lần hồi lớp 9 rồi, phải biết vẽ nhá. Vẽ một cái bảng nó đi qua 2 điểm, thể hiện nó trên cái đồ thị chụp cái độ ấy, sau đó là mình vẽ thôi. Sau bước 3 là em sẽ xem là nó nhỏ hơn bằng thì lấy phần dưới, nó lớn bằng lấy phần trên hết. Rất nhanh, rất đơn giản. Được chưa? Xong nhá, đấy là bài số 3. Ok, mời các em chuyển cho chị Vân sang bài số 4. Vẫn trải qua 3 bước này. Dấu cộng thứ nhất, bước 1 đó là rút y. Thì em sẽ có được là gì? Y của em sẽ làm sao? Nhỏ hơn bằng 3x trừ 2. Y nhỏ hơn bằng 3x trừ 2. Bước 2, nhớ là phải rút y nhá. Chỉ được là y thôi, không được âm y gì đâu, phải là y như nào đấy. Bước 2 là em sẽ vẽ cho chị Vân đường thẳng y bằng 3x trừ 2 bằng cách là em kẻ một cái bảng, đấy chưa? X, y, lấy chị điểm 0, 1 là xong. Với x bằng 0 thì y bằng âm 2, với x bằng 1 thì y bằng 1. Em vẽ cho chị trục tọa độ ra là xong. Đây. Đấy. Chấm cho chị các điểm nào. 0, âm 2. 0, âm 2. Đợi chị xíu. Đây. Đó, chỗ này. Lấy x bằng 0, y bằng âm 2 ấy, thì nó ở chỗ đấy nhá, ok chưa? 1, 1. Đây. Nó sẽ đi qua hai điểm này của em. Điểm này và điểm này. Em vẽ chị Vân đường thẳng là xong. Đấy, ok. Thế thì bây giờ em xem này. Vẽ xong đường thẳng là xong rồi. Ở đây nó lại nhỏ hơn bằng không? Thì em sẽ lấy cái phần dưới, cái phần dưới so với cái đường thẳng này. Thì em hình dung là so với cái đường thẳng này thì đây sẽ là trên, còn đây sẽ là gì? Dưới. Thế em sẽ gạch cái phần còn lại đi. Cái này cái khái niệm trên dưới nó không rõ ràng lắm, đúng không? Đấy. Đây. Ok, xong. Hết. Done. Vậy thì em sẽ có cái kết luận cuối cùng của chị Vân. Đó là bước số 3. Kết luận này. Vậy này, dựa vào cái bài trên chị Vân kết luận ý, các em thử tự kết luận đi xong so nhé. Vậy này, miền nghiệm là chị Vân đặt đây đường thẳng D này, đây đường thẳng D nhá. Miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ đường thẳng D, bờ là đường thẳng D ấy, không chứa cái điểm 0,0. Đó, nhìn thấy không? Đấy, không chứ. Còn lại này, đấy, hết rồi, xong. Đấy là bài số 4, hết. Tiếp tục bài số... Bài số 5 của em chỉ có hơn một chút xíu thôi. Đó là nó đang để ở rất là nhiều các cái chỗ khác nhau, ít đến thường lưa. Nên bây giờ em rút gọn nó lại thì em lại làm như bình thường. Em rút gọn nó lại chị Vân thì sẽ tương đương này. Đây nhá, chị sẽ để ngay ở đây cho em dễ nhìn nhá, dễ quan sát nhá. Là tương đương này, x này cộng 3 này cộng với cả 4 y này cộng với cả 10, đúng chưa? Nhỏ hơn 2 trừ đi 2x tương xứng đương này. X của em kết hợp với cái thằng 2x bên này thì được là 3x cộng 4y nhỏ hơn. Thì chỗ này sẽ nhỏ hơn cái gì nào? 2 này. Em nhầm ấy, 2 trừ 10 là trừ 8 đúng không? Đây tóm lại 10 cộng 3 là 13, 2 trừ 13. 2 trừ 13 là trừ 11. Đấy, trừ 11. Hết, ok, hết rồi. Vậy bây giờ, đấy, nó gọn lại như những bài trên chưa? Em nhìn mà xem như những bài trên thôi, đúng không? Thế mình sẽ làm y như thế các bước này. Bước 1, đó là rút y bằng cái gì ra? Nhớ là rút y ra. Thì y của em sẽ làm sao đây? Rút từ từ nhá, sẽ rút 4y trước này. Hoặc là ghi là rút y trước, thì bây giờ bắt đầu rút. 4y sẽ nhỏ hơn âm 11 trừ 3x. Tương đương, y sẽ nhỏ hơn âm 11 phần 4. Âm 11 phần 4 trừ đi cho 3 phần 4x. Đó.
âm 11 phần 4 trừ đi 3 phần 4 x. Hết. Hết rồi. Bước số 2 là em sẽ vẽ đường thẳng y bằng âm 11 phần 4 trừ 3 phần 4 x. Đặt đây là đường thẳng D. Vẽ nhá. Vẽ thì mình phải có cái bảng, bảng giá trị ấy. Nó sẽ đi qua x này, y này, lấy trị điểm 0 này. Điểm 1 đấy. 1 có đẹp không nhỉ? Ừ thôi kệ đi. Thế 0 thì nó sẽ ra là âm 11 phần 4. Thế nếu như mà điểm 1 thì sao? Nào bấm chị máy tính ra nhỉ? Âm 11 phần 4. Âm 11 phần 4 trừ đi cho 3 phần 4 thì ra là âm 3,5. Âm 3,5. Thế âm 11 phần 4 là bao nhiêu? Là âm 2,75. Đây nhá, đây là âm 2,75 nhá. Rồi, bây giờ bắt đầu em vẽ. Chỗ này chị vẫn sẽ cho thêm một cái tờ giấy vào đây. Đây là vẽ thôi. Đi qua điểm 0 âm 2,75. Y bằng âm 2,75 sẽ ở dưới này. Âm 2,75 là chỗ này đi nha. Âm 3,5 x bằng 1 à, y bằng âm 3,5. 1, 2, 3 ô này. 3,5 là chỗ này. Chỗ này x bằng 1, y bằng đây. Nó sẽ là điểm này. Đấy chưa? Nếu đi qua hai điểm này của em. Đây đi qua hai điểm này. Điểm này và điểm này. Đấy em vẽ đi. Đấy thì đây là cái đường thẳng D của em. Đây đường thẳng D của em. Đấy chưa? Ôi to thế. Rồi đây là âm 3,5 nè. Đây là âm 2,75 nè. Đây là 0 này, đây là y này, đây là x này, đây là 1 này. Đấy xong. Thế xong em lại nhìn thấy là gì? Em lại nhìn thấy là sao? Nó là dấu nhỏ hơn. Nhỏ hơn thì em sẽ lấy cái phần dưới, em sẽ gạch cái phần trên. Thế kết thúc bài toán tại đây. Bước 3 là em đi kết luận. Vậy miền nghiệm này, miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng, nửa mặt phẳng, nửa mặt phẳng mở, nhớ này, không kể, nhớ nhé, không kể bờ, bờ là đường thẳng D. Đấy, em đóng một ngoặc ngay vào chị Vân. Phải nửa mặt phẳng. Bình thường ấy là chị sẽ kết luận là nửa mặt phẳng chứa hay không chứa điểm O đúng không? Đấy, thì có khi đi. Bây giờ không chứa điểm O đúng không? Vậy mình nghiệm bất phương trình là nửa mặt phẳng không chứa điểm O. Thế tại sao chị Vân lại phải thêm cái chữ này vào là không kể bờ D? Em hình dung này, nếu như có dấu bằng như chị đã nói đấy thì nó sẽ có cả đường thẳng D. Còn nếu như không có dấu bằng thì em nhớ thêm cái chữ này chị Vân, mở ngoặc ra, không kể bờ là đường thẳng D. Hết. Xong. Đăng. Vậy là chị Vân đã vừa chữa xong cho các em bài tập về nhà của lần này. Đúng chưa? Bài tập về nhà lần này thì khá là ngắn, có mỗi 5 bài thôi, rất là dễ. Các em cứ ôn bài thật là kỹ này. Nếu như có cái gì thắc mắc không hiểu hoặc lên lớp có gì khó thì có thể nhắn tin hỏi chị. Tất cả mọi thông tin gì liên quan đến việc học của các em tại trung tâm thì có thể nhắn tin cho chị Vân để hỏi nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt các em. Bye bye, thank you vì các em đã xem đến đây. Nhớ bấm cho chị Vân một subscribe để kênh YouTube này sớm được lên 1.000 sub nhé. Tạm biệt, bye bye. We'll be right back.